đang xây nhà xịn thì hết tiền, gia chủ làm quả cầu thang, ai nhìn vào cũng sợ lên thiên đường. Nhà rõ đẹp, rõ sang xịn mịn, nhưng không hiểu vì lý do gì, gia chủ lại làm thêm một bản thiết kế vĩ đại đi hẳn vào lòng đất, lệch sóng một bước là xuống 18 tầng gặp ông bà tổ tiên luôn. Chiếc thang thì vắt vẻo, chân thang dựa vào lan can, phía trên thì móc vào một thanh sắt. Nhiều người thắc mắc, chủ nhà có kinh tế để xây nhà lầu kiên cố, nhưng tại sao lại không đầu tư thêm một chiếc thang bê tông chắc chắn để lên giếng trời cho thuận tiện, mà lại chọn bước đi tử thần như thế này? Netizen, nhất là hội sợ độ cao, cho tiền cũng không dám leo, nhìn thôi đã muốn niệm luôn rồi. Nể đơn vị thi công là một, chứ nể chủ nhà tới 10. Một số khán giả đã bình luận như sau: có tiền xây nhà mà đến khúc này hết tiền, không xây được nữa. Có người thì hài hước trêu rằng, lúc còn sống mình cũng hay đi cầu thang này lắm, rất chất lượng nha. Người thì bảo, bệnh viện răng hàm mặt và chấn thương chỉnh hình rất thích mấy vụ này. Cái cầu thang làm ác đạn thiệt chứ. Cầu thang mà dựa vào lan can thế kia thì đi dễ gặp ông bà lắm. Lan can cầu thang thì không thiết kế chịu tải ngang mà lại để dựa như vậy. Còn bạn thì thấy chiếc cầu thang này như thế nào? Cho tụi mình biết suy nghĩ bên dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.